Lư, mọi người có nhận ra em nào đây không? Hôm nay mới có cơ hội quay em mông cọc. Lõm. Đang để ý ở vườn bên cạnh có bà đang làm. Lõm ơi. Lõm, ra đây. Ấy sợ. Đó. Đây là những cái con đây là coi như là lõm là con chó bản đầu tiên mà mình bắt về, con cái bản đầu tiên bắt về. Đực đầu tiên thì là sẹo, cái đầu tiên là lõm. Lõm thì chứng nhận giống F0 rồi đấy. Lõm thì cực kỳ xinh gái luôn. Quấn người. Được rồi, ok, lõm mới chơi đi. Nó to con lắm. Những cái con đầu tiên đấy, khi mà ít chó thì có thời gian chơi với chúng nó nhiều hơn, chơi riêng với thời gian chơi với từng con nó nhiều hơn, cho nên là cái độ gắn kết nó cao hơn là những con về sau. Khi mà nó có nhiều chó thì cái thời gian để mà chơi riêng với từng con nó ít, thường là chơi chung, cái độ gắn kết nó không bằng mấy con đầu này, kiểu như là con sẹo này, con lõm này, hay là Bắc Hà như là con Kinh với lại con Queen, nó độ gắn kết cao hơn, vàng lửa luôn, cháy khét luôn. Và đây là sẹo, nhắc đến sẹo cho sẹo ra luôn, cho hai con chơi với nhau. Con lõm rất là to con, nếu so với con đực thì nó chỉ thấp hơn thôi. Gì đấy, ôi giời, vội vàng quá vậy. Ra cái là đuổi phối ngay, chơi với nhau tí đã. Đợt này là đợt có thể lấy giống cho lõm. À, lõm quá xinh luôn đấy, người nó đầm người, đầm người với con chó cái. Cả con lõm này và cả con sẹo nó đều rất là to con. Đặc biệt là con lõm này so với con cọc cái nó rất to con. Như cái lúc trước mà mình cân nó là 24 cân đấy. Đấy. Tè xong rồi ra này là gì ngay. Ôi trời ơi. Quá. Cặp sẹo lõm này lần này phải cho nó gặp lại nhau, vì là lần trước ấy là cái đàn cho con của nó là mình nuôi chưa có kinh nghiệm, nuôi bị lỗi để cho nó hỏng hết cả tai của đàn cho con. Nếu mà lần này mà được cái nó có chó con ấy thì nuôi là nó sẽ ok. Bây giờ nó có kinh nghiệm rồi. Vội quá. Nó bình thường con cái mà nó đến nước là nó phải quấn con đực. Như cái đợt này như mình đã nói đấy, là mấy giống chó Tây là nó có cái tình trạng là, tức là những giống chó không phải chó bản địa ấy, nó không quen với khí hậu của mình ấy, là cái đợt này thời tiết là nó thất thường, thành ra là nó có cái tình trạng là con cái nó lên giống nhưng mà nó không chịu đực, nó không bám con đực. Và cái đấy là rất là khó, vô kế khả thi.
Đấy, con chó ta thì nó dễ thế, tí cái đã xong rồi. Con cái ăn vạ. Thôi lõm ơi, làm trò vừa thôi. Đứng dậy đi. Ăn vạ cây dê. Rít ăn vạ. Hai con đực thì này, nhìn nó khi hai con nó đứng gần nhau là con đực nó cao hơn con cái, sẹo thì đang thay lông. Nên là nhìn màu sẹo này nhìn nó nhạt hơn hẳn màu con cái là vì nó đang không có cái lớp lông phủ bên ngoài. Trời ơi. Có cần phải vật vã thế không? Đứng dậy đi, Lõm ơi. Cái đàn cho con này của Sẹo với Lõm thì nếu mà nó đẻ được nhiều ấy thì mình sẽ chỉ giữ lại một đực một cái thôi. Để gây, để cho nó có được cái con cho con gọi là chuẩn để chứng nhận giống F1. Còn mọi người có mấy người lần trước mà nó có hai cái đàn cho con trước ấy mà mọi người muốn bắt mà mình lại muốn giữ lại để mình nuôi mình giữ giống ấy. Thì đợt này nếu mà cho con mà nó nhiều hơn thì mình sẽ nhường cho mọi người chứ không giữ lại hết, giữ lại mà được một cái thôi. Như cặp này là lẽ ra mà nói là nó phải có hậu duệ tốt rồi. Nhưng mà cái đàn chó con của chúng nó là mình nuôi chưa có kinh nghiệm, thành ra là nó không lên được tai, hỏng hết tai. Nuôi con chó lớn nhanh quá, béo quá. Con cọc là nuôi là cứ phải để ngày bé cứ phải để nó gầy gầy tí, nó không gầy gầy nhưng nó chậm lớn tí. Kết hợp với lại canxi nano, nhưng mà cái quan trọng ấy là nếu mà nó béo là nó khó lắm. Đó, cũng chia sẻ cái kinh nghiệm thực tế của mình cho các bạn mà nuôi mà con chó nó không lên được tai thì các bạn nuôi nó gầy gầy thôi, con chó con đừng để nó lớn nhanh quá, vì cái con chó ở trên bản đấy, con chó 50 ngày với lại 60 ngày mà bắt ở trên bản nó chỉ 2 cân thôi. Con chó con nó chỉ có nặng có 2 cân thôi. Thế thì nuôi mình nuôi ở đây thì nó ăn uống nó đầy đủ hơn, nhưng mà làm sao con chó con khoảng 2 tháng nó chỉ khoảng tầm 3 cân, tối đa là 4 cân. Chứ nếu mà nuôi mà thả phanh ra thì con chó con 2 tháng nó phải 7 cân. Như cái lần trước của cái cặp này là mình nuôi là bị cái tình trạng đấy, nuôi con chó con nó quá bụ. Cái người chăm mình thì mình không trực tiếp mình chăm. Dặn anh chăm là giảm ăn đi cho chúng nó tí, đừng để cho nó béo quá vì béo thì nó khó lên tai, nó lâu lên tai. Nhưng mà anh ấy thì anh ấy thương chó, thành ra anh ấy cứ vẫn cứ gọi là cho ăn ít, nhưng mà thành ra là ít ít so với lại quá nhiều, con chó vẫn bị béo chó. 2 tháng mà con chó nó đạt được 6,5 cân 7 cân, to quá. Thì mọi người cùng chờ cái cho con của cặp này, chờ tí cho chúng nó riêng tư tí xong rồi mình sẽ quay cho mọi người ngắm. À, cho nó di chuyển vào đây. Đó, con chó ta thì nó dễ. Chọn con này đấy. Hai đứa mỗi đứa ở bên. Có bạn ấy đang gọi điện thoại liên tục, quay video bằng điện thoại thôi, để hôm sau mình sẽ quay kỹ để cho mọi người ngắm cái cặp này. Hôm nay quay thế thôi. Ok, hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo nhé.